Tokyo bày tỏ lo ngại sau khi một tàu sân bay Trung Quốc xâm nhập vùng biển tiếp giáp của Nhật Bản lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 9. Phó tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hiroshi Moriya cho biết Tokyo đã truyền đạt phản ứng của mình tới Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao và mô tả sự việc này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tháng trước, Nhật Bản đã gửi phản đối tới Trung Quốc sau khi một trong những tàu khảo sát hải quân của nước này xâm nhập vùng biển Nhật Bản ngay sau một vụ vi phạm không phận khác. Theo truyền thông Nhật Bản vào tháng 7, một tàu khu trục của hải quân Nhật Bản đã có hành động hiếm hoi xâm nhập vùng biển lãnh thổ của Trung Quốc gần Đài Loan. Và đợt quân sự gia tăng của Trung Quốc gần Nhật Bản và xung quanh Đài Loan trong những năm gần đây đã làm dấy lên lo ngại ở Tokyo. Nhật Bản đã phản ứng bằng cách tăng cường quốc phòng, họ cho là nhằm ngăn chặn Trung Quốc sử dụng vũ lực để thúc đẩy yêu sách lãnh thổ cho khu vực. Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 18 tháng 9 nói rằng, việc tàu sân bay của Bắc Kinh đi qua vùng biển gần quần đảo Nhật Bản là pháp viên Bộ của Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ rằng hành động của Trung Quốc là hợp lý theo luật pháp nội địa của Trung Quốc cũng như luật pháp quốc tế. Trung Quốc kịch liệt phản đối việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan và kêu gọi Washington rút lại ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm 18 tháng 9. Trước đó trong ngày, Trung Quốc đã công bố các bước chống lại 9 công ty có liên hệ với quân đội Hoa Kỳ, đóng băng tài sản của họ tại Trung Quốc trong động thái mới nhất nhằm gây thêm áp lực, Bộ Hoa Kỳ phải dừng bán vũ khí cho đảo Đài Loan này. Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lâm Kiếm thúc giục Hoa Kỳ ngay lập tức dừng xuống nguy hiểm là cung cấp vũ khí cho Đài Loan và ngừng thông đồng và ủng hộ nền độc lập của Đài Loan và ngừng phá hoại hòa bình và ổn định ở hòa bình Đài Loan. Các bước thực hiện đối với các công ty bao gồm công ty Sierra Nevada và Stick Rudder Enterprise có hiệu lực vào ngày 18 tháng 9 và sẽ đóng băng tài sản của họ tại Trung Quốc theo một tuyên bố của Bộ. Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi Tòa Bạch Ốc, một bên ủng hộ quốc tế quan trọng và là nhà cung cấp vũ khí cho Đài Loan Dân Chủ, hãy kiềm chế các giao dịch chính thức với giới lãnh đạo của nào này. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine phá hủy một kho vũ khí của Nga ở khu vực Tver. Một nguồn tin trong cơ quan an ninh nhà nước SPU của Ukraine cho Reuters biết hôm 18 tháng 9. Đoạn phim chưa thể kiểm chứng này cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bung nổ trên bầu trời cùng nhiều vụ nổ nhỏ. Nguồn tin cho biết nhà kho ở thị trấn Toropets chứa vũ khí dành cho hệ thống phi đạn chiến thuật cũng như bom dẫn đường và đạn pháo. Và rằng một đám cháy từ vụ nổ đã bao trùm một khu vực rộng gần 6,5 km. Nguồn tin từ cơ quan SBU của Ukraine cho biết đây là một phần cho nỗ lực giảm tiềm năng phi đạn của kẻ thù vốn dùng để phá hủy các thành phố của Ukraine. Các blogger chuyên tường thuật về chiến tranh và phương tiện truyền thông đưa tin trước đó, hôm 18 tháng 9, rằng cuộc tấn công cách Moscow hơn 200 dặm về phía tây, diễn ra gần địa điểm của một kho vũ khí lớn của Nga. Các vệ tinh của NASA đã phát hiện ra các nguồn nhiệt mạnh phát ra từ một khu vực rộng khoảng 13 km vuông tại địa điểm này vào sáng sớm. Và các trạm theo dõi động đất đã phát hiện ra những gì mà các cảm biến cho là một trận động đất nhỏ cho khu vực. Ông Igor Rurenia, thống đốc Tver, phát biểu với giới truyền thông địa phương cho biết có thể nghe thấy những tiếng nổ từ xa. Ông không đề cập đến kho vũ khí và cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ thành công các máy bay không người lái trong đêm với các mảnh vỡ rơi xuống gây ra đám cháy. Ông nói thêm rằng việc sơ tán cư dân trong khu vực đã được tiến hành. Sau đó, ông Rudenia cho biết đám cháy đã được dập tắt và người dân có thể trở về, không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Trước đây, các phương tiện truyền thông nhà nước Nga đã đưa tin rằng một kho vũ khí lớn đã được đặt tại địa điểm xảy ra vụ nổ. Các phương tiện truyền thông nhà nước hiện đang phải tuân theo luật kiểm duyệt quân sự đã im lặng cho các bài tường thuật hôm 18 tháng 9. Cả hai bên đều phủ nhận việc tấn công dân thường trong cuộc chiến tranh kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các bệnh viện và cơ sở y tế còn lại ở Gaza đang phải vật lộn dưới áp lực về số lượng bệnh nhân, thiếu vật tư y tế và nhân viên y tế, các bác sĩ cho biết hôm 18 tháng 9. Hành lang khoa cấp cứu của bệnh viện Nasser đông đúc những người Palestine bị thương. Các bác sĩ cho biết họ đang cảm thấy gánh nặng của một hệ thống y tế quá tài. Mặc dù số lượng lớn ở đây, số lượng lớn người bị thương và số lượng lớn bệnh nhân bình thường, chúng tôi buộc phải ưu tiên điều trị cho các trường hợp khẩn cấp. Các bệnh viện ở Gaza đã phải vật lộn để theo kịp việc chăm sóc y tế và thiếu các vật tư cơ bản vì hầu hết các cơ sở của họ đã bị hư hại do chiến tranh đã diễn ra. Không có chữa trị ở đây. Tôi bị thương và không được điều trị. Chúng tôi nên lấy thuốc ở đâu? Chúng tôi nên đến đâu? Bộ Y tế của Gaza cho biết cuộc tấn công quân sự của Israel vào giải Gaza đã giết chết ít nhất 41.226 người Palestine và làm bị thương 95.413 người kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Cuộc chiến nổ ra khi Hamas tấn công miền Nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, giết chết 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin, theo số liệu của Israel. Nếu các chính phủ không thúc đẩy hành động vì khí hậu, thế giới sẽ phải đối mặt với khả năng nóng lên 3 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp trước cuối thế kỷ này. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo hôm 18 tháng 9. Tổng thư ký WMO, bà Celestine Saulo, nói với các phóng viên tại Geneva. Một lần nữa, chúng tôi lại phát đi báo động đỏ cho hành tinh. Biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch cùng với sự xuất hiện của mô hình khí hậu El Nino tự nhiên đã đẩy thế giới đến mức kỷ lục vào năm 2023. Dữ liệu cho thấy 8 tháng đầu tiên của năm nay là những tháng ấm nhất được ghi nhận. Bà Solo cho biết, và có 80% khả năng ít nhất một trong 5 năm tới sẽ đánh dấu năm đầu tiên có nhiệt độ trung bình vượt quá 1,5 độ C so với mức trước thời kỷ công nghiệp.